Lê Ngọc xin chào cả nhà. Trong video này Lê Ngọc giới thiệu với cả nhà một số dòng chậu thuần hiện tại đang có hoa rất là đẹp. Cây đầu tiên mà Lê Ngọc đang quay đó là cây cánh chuồn tím. Dòng cánh chuồn tím lần này thì chậu phi 30, thuần rất là nhiều thân và hiện tại đang có vòi luôn và có thân tơ đang lên để cả nhà mình có thể chơi Tết được. Dòng cánh chuồn tím này thì nó rất là xuyên hoa cả nhà. Từ thân già cho đến thân tơ thì thân nào nó cũng ra hoa được hết. Và dòng này nó ra hoa nách rất là mạnh. Ngoài có hoa ở đỉnh ngọn thì cây này nó cũng sẽ ra hoa nách lá rất là nhiều. Và dòng cánh chuồn thì sinh trưởng về thân lá không cao lớn như những dòng cây khác. Cây này phát triển về chiều cao hơi chậm. Nhưng mà được cái là nó cực kỳ xuyên hoa. Và những chậu mà Lê Ngọc đang quay trong video là đều là cây thực tế hết. Trong đây nó sẽ có 2 đến 3 chậu để cho cả nhà mình lựa chọn. Và giá của một chậu cánh chuồn tím là 550.000. Còn cây này là cây bensoda xưa. Dòng bensoda thì cả nhà cũng biết là hoa rất là thơm. Dòng này thì mang một cái sắc vàng đậm, nhìn rất là rực rỡ. Bensoda khi mà nở ra từ 7 đến 10 ngày nó sẽ có hương thơm. Và nếu mà vườn mình nắng nhiều á thì cái hương thơm nó sẽ thoang thoảng bay xa. Mình chỉ cần đi qua cái vườn mà có trồng bensoda thôi thì mình sẽ nghe được cái hương thơm của dòng cây này. Bensoda thì nó cũng rất là xuyên hoa cả nhà và hoa rất là thơm. Những dòng dendro nắng thì thường cây tơ nó sẽ không có hoa nhiều bằng những cây mà mình thuần trưởng thành cây già. Từ những cây trưởng thành lớn thì nó sẽ hoa ra hoa liên tục và cái thời gian nuôi hoa rất là lâu. Nên là khi mà cả nhà mình bắt đầu sưu tầm dendro nắng thì mình nên tìm hiểu kỹ. Vì những dòng này cây tơ đó thì thường nó sẽ ít có hoa. Nên là mình bán thường mình sẽ bán hàng lá. Còn đối với những dòng cây nắng này mà đã thuần rồi á, cây nó đã khỏe rồi, lớn rồi á, thì nó sẽ ra rất là nhiều hoa và mình sẽ chơi hoa được rất là lâu. Vườn mà nắng nhiều á, thì cái màu sắc hoa nó sẽ lên đậm và rực rỡ và cái hương thơm của nó cũng sẽ ngọt ngào hơn, đậm đà hơn. Còn vườn mình thiếu nắng thì màu hoa nó sẽ nhạt hơn nha cả nhà. Và chậu trong video này là chậu thuần phi 25, hiện tại thì đang có vòi nụ hoa luôn. Nếu cả nhà mình thích sưu tầm chậu có hoa thì mình có thể chọn chậu này, hoặc không thì cũng có cây chưa hoa nữa. Nếu mà mình muốn sưu tầm thân lá thì cũng có chậu chưa lên vòi hoa để mình sưu tầm luôn. Và đối với những chậu thuần thì thường ở trên chậu thì nó sẽ có thân già và thân tơ luôn. Thường các tháng trong năm không phải là dịp Tết thì sẽ để cây ra hoa tự nhiên. Nên là cả nhà thấy là cây vừa mang hoa mà vừa có thể ra mầm gốc, thân tơ còn rất là nhiều. Để vào những cái tháng cuối năm như tháng 10, tháng 11 âm lịch thì mình mới bắt đầu kích hoa để cho cái cây nó ra hoa đồng loạt. Để Tết mình có một chậu thật là nhiều hoa để mình trưng. Thì những chậu này đều là cây thực tế đang có tại vườn. Cả nhà mình có thể chọn một chậu để sưu tầm về để chơi Tết. Dòng bensoda thì hoa rất là thơm. Và dòng này là dòng bensoda xưa nha cả nhà. Và giá của một chậu phi 25 như em đang quay á là 550.000 một chậu. Còn chậu này là chậu thuần phi 40, thuần than. Chậu này thì hiện tại đang ra rất là nhiều vòi hoa. Trên chậu thì có khoảng 8 đến 10 vòi. Cả nhà mình có thể sưu tầm chậu này về để chơi hoa liền. Và mình dưỡng cây cho đến qua tháng 10 âm lịch, mình sẽ kích hoa thêm một lần nữa để mình chơi hoa Tết. Cây mà thuần lớn thì nó rất là khỏe cả nhà. Và giá của một chậu thuần than phi 40 như Lê Ngọc đang quay thì có giá là 2 triệu một chậu. Và tất cả các cây trong video cây thuần ngày hôm nay thì Lê Ngọc sẽ bao cước vận chuyển nhanh cho mình và gửi cước đảm bảo luôn. Nên là khi cả nhà mình mua cây thuần hay là mua cây nhỏ tại vườn Lê Ngọc thì em gửi đi sẽ đảm bảo thân lá và vòi hoa cho cả nhà luôn. Đối với những cây đang có hoa thì sẽ đảm bảo là khi gửi đến thì cả nhà mình vẫn chơi hoa được, không có bị gãy dập. Còn cây này là cây pin thái hoa màu trắng. Dòng này thì cực kỳ xuyên hoa luôn. Dòng pin thái thì cả nhà biết là cả hai màu, màu hồng hay là màu trắng tím này đều rất là xuyên hoa và cây cực kỳ đẹp nha cả nhà. Và chậu như Lê Ngọc đang quay á, là chậu phi 30 cũng là thuần ghép. Hiện tại thì đang lên nhiều vòi hoa, có nở ít và có nụ chưa nở luôn. Một chậu như thế này thì thường nó sẽ đi đều từ 3 đến 4 hướng, tròn chậu rất là đẹp. Cả nhà mình có thể sưu tầm về để mình giữ giống và mình chơi hoa luôn. Cây rất là khỏe.
Và đối với những dòng chậu thuần mà cả nhà mình sưu tầm tại vườn Lan Lê Ngọc á, thì trước khi đi Lan Ngọc sẽ xử lý cho cả nhà. Khi về thì mình sẽ chăm sóc theo hướng dẫn, như vậy thì cây nó sẽ nuôi hoa được bình thường. Và giá của một chậu này là 550.000. Còn cây này là cây bin thái hoa màu hồng này cả nhà. Dòng bin thái hoa màu hồng này thì nó là cực kỳ siêng hoa luôn. Cây này nó hoa rất là bền. Thường cây này nở thì độ bền của hoa cũng khoảng tầm 3 tháng đến 4 tháng. Nếu mà vườn mình đủ nắng, và cả nhà nhớ lưu ý là phải duy trì bộ rễ cho cây trong cái thời gian mà nó nuôi hoa. Vì cây dendro nắng thì nuôi hoa rất là lâu. Nên là cái việc mà mình duy trì bộ rễ và mình chăm sóc cho cây có đủ dinh dưỡng để nuôi hoa mà không bị mất sức á, thì rất là quan trọng. Vì trong thời gian nuôi hoa, nếu mà cả nhà mình không chăm sóc á, thì bao nhiêu dinh dưỡng thì cây nó sẽ dồn vào nuôi hoa hết. Như vậy thì cây nó sẽ dễ bị suy và bị teo thân, mất sức. Thì cái lần hoa sau nó sẽ không đẹp bằng cái lần hoa trước. Dòng bin thái thì một chậu thuần cũng là chậu phi 30 và cũng đang đi nhiều hướng và lên nhiều vòi hoa. Như chậu này thì đang đi được 4 hướng tơ này cả nhà. Và tất cả 4 hướng đều lên hoa hết. Vòi hoa rất là nhiều. Chậu này thì bây giờ chỉ mới bắt đầu nở một hai hoa thôi. Nên là cả nhà mình sưu tầm về đến vườn của mình thì nó sẽ nở hoa từ từ và chơi được rất là lâu. Và giá của một chậu này là 550.000. Còn cây này là cây lưỡi bò vàng cả nhà. Lưỡi bò vàng thì đợt này Lê Ngọc có một số chậu thuần phi 30, thuần thang. Cây rất là khỏe, đẹp và có vòi hoa để mình chơi bây giờ. Và có luôn cả mầm gốc để mình chơi hoa Tết luôn. Dòng bò vàng thì thân lá nó rất là đẹp. Thân lá dày và cái màu sắc xanh của nó đậm hơn những cái dòng khác. Nên là cả nhà đã thấy là cái sinh trưởng của cây này rất là khỏe. Và một chậu thuần thang phi 30 như thế này thì cả nhà mình về mình có thể chủ động lên chậu lớn hơn. Vì cây hiện tại thì cũng đã tương đối lớn hơn so với chậu rồi. Dòng bò vàng này thì sinh trưởng cây rất là khỏe nha cả nhà. Nếu mà mình chăm cây tốt á, bộ rễ khỏe thì cây nuôi hoa vẫn ra mầm gốc bình thường. Và sau khi hết hoa này mình có thể kích hoa khác cũng bình thường, không có ảnh hưởng gì đến cây hết. Và giá của một chậu bò vàng như Lê Ngọc đang quay là 550.000 một chậu. Còn cây này là cây thông chai đỏ. Thông chai đỏ đợt này em có một chậu thuần phi 30. Cây rất là khỏe, cây lớn và đang có một vòi hoa. Dòng thông chai này thì chủ yếu là những tháng này thì em dưỡng thân lá để cho cây càng lớn thì nó sẽ ra vòi hoa càng đẹp. Dòng thông chai này thì thân lá cực kỳ đẹp. Thân lá lớn và khi mà nó đã đủ cái sức ra hoa rồi á thì cây này nó ra hoa cực kỳ dài luôn. Mấy tháng trước Lê Ngọc có quay một chậu thuần lớn của dòng này á. Cả nhà mình có xem video là mình thấy là vòi hoa của cây này có thể là lên đến 1 mét luôn. Và rất là nhiều hoa. Dòng thông chai đỏ này thì cả nhà mình thích chơi thân lá thì không thể thiếu cây này. Thân nó rất là đẹp, sinh trưởng cực kỳ khỏe luôn. Và chậu mà Lê Ngọc đang quay cho cả nhà xem, giá của nó là 750.000. Chiều cao của cây này thì cũng tương đối là khoảng tầm 70/70. Và đang có một vài hoa để cả nhà mình ngắm hoa nha. Còn cây này là cây rồng xanh. Rồng xanh khi mà mình thuần lớn thì cả nhà thấy là cái cây của nó rất là khỏe và có nhiều vòi hoa. Và đặc biệt là cây rồng xanh khi nở ra như thế này thì nó sẽ có cái hương thơm rất là dễ chịu. Cái hương thơm giống như hương hoa hồng vậy đó. Tất cả các dòng lan dendro nắng hay là dendro màu khi mà mình trồng thuần lên cây lớn thì nó cũng sẽ đều rực rỡ hết. Vì cây càng sinh trưởng khỏe, cây càng lớn thì sẽ ra càng nhiều hoa và rất là bền. Và một chậu thuần phi 40 như thế này thì giá của nó là 3 triệu một chậu. Còn cây này là cây kinh 10 bích. Dòng kinh 10 bích mới này thì thân lá rất là khỏe cả nhà. Thân lá đẹp, sinh trưởng rất là mạnh. Cây này thì thích hợp cho khách hàng nào mà mình thích chơi thân lá cao. Những cái dòng này thì thân của nó cao lắm. Chậu này hiện tại thì cao chắc cũng khoảng tầm 1,5 m hoặc là có hơn rồi đó. Và cây này khi mà nó đứng ngọn á, thì nó sẽ ra hoa nách rất là nhiều. Vì những dòng này á, nó sinh trưởng về chiều cao nhanh. Nên là cả nhà thấy là trong cái giai đoạn mình thuần, mình không kích hoa đó thì nó sẽ đi lên cao rất là nhanh. Khi nó đứng ngọn, cả nhà chỉ cần kích nhẹ thôi, nó sẽ ra rất là nhiều vòi hoa.
Và giá của một chậu kinh 10 bích như Lê Ngọc quay là có giá là 850.000. Còn cây này là cây thỏ vàng lưỡi đỏ. À, hôm nay Lê Ngọc có một số chậu thỏ vàng lưỡi đỏ phiên 18. Cả nhà mình có thể sưu tầm về chơi hoa luôn. Hiện tại thì đang có vòi hoa luôn. Dòng thỏ vàng lưỡi đỏ này thì cánh hoa rất là dày nên là lâu tàn lắm cả nhà. Thỏ vàng thì thân lá nó không cao nha. À, nó chỉ khoảng tầm 1 mét trở lại thôi. Và cây thực tế hiện tại thì đang thuần trong chậu phiên 18 và giá thể thuần là thuần thông. À, đã đứng ngọn và lên vòi hoa rồi. Và một chậu như thế này thì thường nó sẽ lên 2 đến 3 vòi là ra hoa tự nhiên đó nha cả nhà. Nên là cả nhà thấy là đối với những cây mà đã thuần nó sẽ ra hoa rất là mạnh. Dòng thỏ vàng lưỡi đỏ thì thân lá rất là đẹp cả nhà. Và một chậu như Lê Ngọc đang quay có giá là 180.000 một chậu. Đối với dòng cây chậu phiên 18 thì khi cả nhà mình mua 2 chậu, Lê Ngọc sẽ bao cước vận chuyển cho mình. Còn khi mình mua 1 chậu thì sẽ cộng thêm 30.000 cước vận chuyển giùm em. Còn cây này là cây vũ nữ tay thỏ của Đài Loan. Dòng vũ nữ tay thỏ này thì cái khuôn hoa lớn và cánh hoa dày. Và dòng tay thỏ này thì cái cành hoa rất là đẹp cả nhà. Cái màu ở ngoài nó rực rỡ lắm. Hiện tại thì Lê Ngọc đang có một chậu thuần thông phi 25 và đang có một vòi hoa như hình luôn. Giá của chậu này là 380.000. Tất cả những cây có hoa đóng đi thì Lê Ngọc cũng sẽ đảm bảo vòi hoa cho cả nhà hết. Nên là khi cả nhà mình chọn sưu tầm những cây đang hoa thì mình cứ yên tâm là mình nhận về thì mình sẽ chơi hoa được ha. Còn cây này là cây bò lai xin đổi màu. Gọi cây này là bò đổi màu lý do là cùng một mã số nhưng mà nó ra rất là nhiều màu hoa, chứ không phải là một cái cây này nó đổi nhiều màu nha cả nhà. Và một chậu thuần như thế này thì giá của nó là 750.000. Cây rất là khỏe. Còn cây này là cây anh ba xưa. Anh ba xưa hiện tại thì Lê Ngọc đang có một số chậu thuần thông phi 30, rất là nhiều thân và đang lên vòi nụ hoa luôn. Dòng anh ba xưa này đến cái độ tuổi cây này á, thì nó sẽ ra hoa liên tục. Và bây giờ đang bắt đầu ra hoa luôn. Nên là cả nhà mình có thể sưu tầm những dòng này về để mình chơi hoa quanh năm. Những cây mà đã thuần khỏe như vậy thì nó nuôi hoa nó không có bị mất sức cả nhà. Thân này có hoa thì thân khác ra mầm gốc là chuyện bình thường. Và một chậu anh ba xưa như Lê Ngọc đang quay á, giá của nó là 550.000. Và tất cả các cây này đều sẽ bao cước vận chuyển cho cả nhà nha. Cả nhà mình yêu thích dòng cây nào trong video Lê Ngọc giới thiệu thì có thể liên hệ với em trực tiếp qua số điện thoại góc dưới màn hình, hoặc có thể nhắn tin vào Zalo, Facebook, Fanpage Vườn Lan Lê Ngọc để mình đặt hàng. Em cảm ơn cả nhà đã luôn quan tâm theo dõi và xem video của em. Chúc cả nhà có thật là nhiều sức khỏe. Lê Ngọc xin chào và hẹn gặp lại cả nhà trong những phần video sau.